Tuần vừa rồi, đội Hà Nhật Tiến đã vướng phải những nhận xét rất gắt của ban giám khảo. Quan niệm của tôi là cái lỗi của người thầy lớn nhất là sinh sản vô tính. Còn huấn luyện viên Ruby Phạm thì nhận những lời khen khá an toàn. Thực ra là cũng giống team của chú Hà Nhật Tiến, tức là trên cùng một cái form chỉ là vẽ thêm bức tranh thôi. Vậy, bộ sưu tập cuối cùng của huấn luyện viên Phan Quốc An sẽ có số phận như thế nào đây? Đội nào sẽ giành chiến thắng chung cuộc sau thử thách thiết kế trang phục quốc y? Và ai sẽ phải chia tay với chương trình nhà thiết kế tương lai nhí? Cũng có những team, có những lời chưa tốt lắm. Trước khi tiếp tục quay lại với thử thách tuần, các nhà thiết kế nhí của chúng ta đã được đến thăm Viện Trang phục Việt, nơi trình bày những tư liệu về lịch sử trang phục và những xu thế thời trang cho người Việt. Ra đời từ rất lâu, áo dài luôn được xem là một bộ quốc phục mang hơi thở văn hóa và in đậm bản sắc dân tộc. Chào các nhà thiết kế nhí. Hôm nay một lần nữa thì thầy sĩ Hoàng sẽ giúp các em tìm hiểu nhiều hơn về áo dài và cũng như là cách làm nên những bộ trang phục thật là đẹp. Thầy hy vọng rằng là trong cái buổi hôm nay, khi mình đã hiểu thì chúng ta sẽ thương cái áo dài hơn. Và thầy mong muốn rằng là trong nhiều cái thiết kế của mình thì vẫn dành một cái phần rất là quan trọng cho áo dài Việt Nam. Chưa kể đến, các bé còn được thầy Sĩ Hoàng hướng dẫn từng bước một về quy trình chuẩn may một chiếc áo dài. Để có được một bộ áo dài đẹp, bước đầu tiên đó là chọn vải và lấy số đo. Chính vì sự đa dạng các loại vải như vải gấm, vải voan, vải ren, vải lụa, vải chiffon và tùy thuộc vào các số đo cơ thể mà các nhà thiết kế phải định lượng số mét vải cần mua và sử dụng sao cho thật phù hợp. Bây giờ thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn thấy được là cái công đoạn đầu tiên là thiết kế. Thì những cái đường nét trên cái thiết kế đó được phóng to ra và chúng ta thấy là nó ở trên cái bảng can như thế này. Mẹ phóng to ra, cái kích thước nó to bằng cái áo dài thật. Và sau đó thì sẽ được can lên trên vải. Tiếp đến là các công đoạn đòi hỏi kỹ thuật rất cẩn thận như rập và cắt vải, đi đường tà, may áo và các kỹ thuật tô màu vẽ trên vải để chiếc áo dài, phục trang truyền thống trở nên lộng lẫy hơn. Những cái họa tiết trên áo, phần nền đã được nhuộm và sau đó là các cái phần chi tiết nhỏ hơn thì được vẽ. Và cứ sau một cái phần vẽ họa tiết thì mình lại phải sấy cho nó khô ngay. Thì có hai cái loại kỹ thuật vẽ màu trên vải. Thì đây là cái kỹ thuật vẽ màu ướt. Còn tiếp theo chúng ta sẽ thấy được một cái kỹ thuật vẽ màu khô ở trên vải. Thì thường là vẽ màu ướt thì nó phải vẽ trên nền vải màu nhạt thôi. Thì nó mới ăn màu. Còn cái kỹ thuật vẽ màu khô thì sẽ trên một cái nền vải nó đậm hơn. Chính vì sự phát triển của thời trang nên áo dài cách tân là một xu hướng thiết kế mới. Áo dài cách tân có thể được kết hợp với quần rộng được may ngắn hơn hoặc mặc với quần bó hay chân váy xòe. Tuy nhiên, chiếc áo dài cách tân vẫn giữ được những đường nét cơ bản của tà áo truyền thống dân tộc. Bây giờ thì thầy sẽ cho các bạn xem kiểu áo dài ngày xưa rất là quý và được xem như là một cái hiện vật hiếm ở trong bảo tàng. Đó là áo của vua Bảo Đại mặc lên ngôi hoàng đế vào năm 1927. Chiếc áo này được làm hết sức là công phu. Tất cả những cái họa tiết được thêu ở trên áo là bằng vàng kéo thành chỉ. Thì nó hết sức là quý giá. Bây giờ và mãi cho sau này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ sưu tập của các thí sinh đến từ phía team Phan Quốc An. We'll be right back.
Phan Phúc An và một màn trình diễn rất là nhiều màu sắc. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến phần thuyết trình của từng bé nha. Xin mời thí sinh đầu tiên của team Phan Phúc An. Ngày hôm nay thì bộ áo dài của con mang tên là Mệt. Bởi vì là mệt chính là một hình ảnh vô cùng quen thuộc với những người mà sống ở vùng nông thôn ở phía Bắc ạ. Bộ áo dài của con được thiết kế theo kiểu yếm. Và phần bên trong thì con đã vẽ những chiếc mệt khác nhau với cả những hình vẽ khác nhau. Dễ thương, thật ra là... Nhưng mà ở đây nhìn thấy là rõ ràng đây là phải có nhà thiết kế, huấn luyện viên hỗ trợ mới ra được sản phẩm như thế này. Cho nên phần này chấm điểm hơi khó nha. Nhưng mà hai bộ sưu tập trước thì huấn luyện viên cũng đưa vô rồi cũng quyết định thay đổi mà. Chẳng qua là họ quyết định giữ nguyên phong dáng. Còn đây là huấn luyện viên họ thấy là cùng là vẽ các cái bức tranh, nhưng mà họ quyết định là đổi phong dáng đi, là cái chúng ta vẫn đi tìm từ nãy giờ mà, đúng không? Chúng ta được phép chuyển thể và thay đổi một số chi tiết chút xíu hoặc thêm thắt để cho nó phù hợp, nhưng vẫn phải bám theo bản vẽ đầu tiên. Vậy thì nếu ở đây chúng ta đang thấy một sản phẩm hoàn toàn khác, rất nhiều sản phẩm phía trên cái bản phẳng phác thảo, vậy thì sẽ có một lựa chọn duy nhất: chấm bản phác thảo, không chấm sản phẩm thật. Trời, bây giờ công người ta làm thì không chấm sản phẩm thật, không được cô không đồng ý. Nếu như cô là một khách hàng đi, thì cô nghĩ rằng là con giao cho cô cái bộ đồ này thì cô thấy là nó đẹp quá, và cô trả tiền cho con để cô mang về cô mặc, chứ cô cũng sẽ không hỏi con là cái bản vẽ đó đâu. Nên là cuộc thi thì mình phải tôn trọng các bé ở chỗ con phải công bằng. Thì thực ra cuộc sống này nó có muôn vàn thứ. Con vẽ một cái bản sáng tạo con chưa nghĩ, và sau đó con chỉnh thành một cái sản phẩm tuyệt vời. Đó cũng là một cái quá trình làm việc, thể hiện rằng là huấn luyện viên và con rất là hiểu nhau, cùng nhau làm. Vậy thì tại sao chúng ta không để cái này để chúng ta thấy cái quá trình đấy? Cái việc mà từ ý tưởng ban đầu đến sản phẩm cuối cùng, nó vẫn là một cái quá trình liên tục sáng tạo để cuối cùng đạt ra một cái sản phẩm mà đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Cho nên cái chuyện này cũng là bình thường. Em bé xoay một vòng cô xem phía sau được không? Những cái cánh, cái đuôi gì dễ thương quá à. Mà dựng cái form đó lên nha, để cho nó đứng yên như vậy. Nói chung là rất là tốt. Cảm ơn con. Con xin chào tất cả các ban giám khảo ạ. Con tên là Sena. Con rất là bị ấn tượng bởi những ruộng bậc thang có màu vàng, vàng rất là đẹp. Là lúc đấy là đang nói rằng là lúa đã chín rồi, và đặc biệt nhất là ở dưới ánh nắng của mặt trời thì nó sẽ tạo thành một màu ombre. Con cũng ấn tượng nhất chính là những bức tranh của những người bà đang làm việc, mà dù họ rất là vất vả nhưng vẫn là cười tươi hạnh phúc ạ. Cô Giang rất là bất ngờ với cái chiếc áo dài này. Chi tiết con xử lý màu sắc và con đính nó lên ấy, nó gợi lên một cái âm hưởng của cái vùng núi Tây Bắc, đó là thổ cẩm. Thì cô thấy rằng là ở Nam Định mà con có cái cảm hứng như vậy là cô thấy là con là người có nghiên cứu. Và cô Giang cũng muốn mặc cái chiếc áo đó nếu mà Sena ngày hôm nay mà may cho cô một cái size cô được không? Dạ, con không biết nữa. Con không phải cố tình để con nghiên cứu nữa, mà bởi vì trong cái bản năng, trong trái tim của con á, nó có một sự đam mê thực sự rằng là nó quá sức đẹp, quá thời trang. Amazing. Thì tin chắc rằng là trong tương lai Minh Anh sẽ là một nhà thiết kế nổi tiếng. Thì cái sự phối hợp này nó rất là tuyệt vời. Cái kho tàng văn hóa của các dân tộc ấy lên áo dài là một điều hết sức là đáng quý. Và chỉ cần một cái ý tưởng này thôi là mình có thể đi chọn cả một cái sự nghiệp của mình. Rồi, cảm ơn Sena. Bởi vì gia đình con rất là thích đi chơi với nhau trong những dịp lễ, dịp Tết, và đặc biệt là Tết Trung Thu, nên là con đã lấy chủ đề Trung Thu làm chủ đề chính cho bộ trang phục của con. Biểu tượng của Tết Trung Thu đó chính là múa lân, mặt trăng, bánh Trung Thu và những chiếc đèn ông sao, nên là con đã lấy chúng để làm họa tiết chính cho bộ trang phục. Bên cạnh đó thì con có vẽ thêm vài những đường nét để làm bộ trang phục của con trông độc đáo hơn. Cô rất là thích cách mà con sử dụng màu sắc ở trong cái thiết kế của bản vẽ của con á. Nó rất là đẹp, rất là hiện đại.
màu sắc nhìn nó rất là tươi luôn. Và cái cách con thiết kế cái tay bồng thêm, con vẽ thêm cái tay á, phần dưới cũng đẹp. Mặc dù ra các bạn vẽ nó, các bạn thiết kế nó khác, nhưng mà cô đang đánh giá bạn vẽ của con rất là xuất sắc, màu sắc rất là đẹp. Người mà đã nghĩ ra cái việc mà sử dụng thêm cái chất liệu voan á là cô thấy đó là cái người thực sự là xuất sắc. Cái này, cánh nó làm cho cái bức tranh đấy, cái khối nó rất là to. Thì thường nó sẽ tạo cái cảm giác là nó hơi cứng. Nhưng mà sử dụng cái chất liệu đó và phủ lên trên, thứ nhất là cái màu đấy nó được phủ lên trên một lớp như một lớp xương ấy. Cho nên là cái đêm trung thu của con nó cũng cảm giác nó hoài niệm, mà nó có cái gì đấy, cô cảm thấy là nó rất là bay bổng. Muốn mua hết cái bộ sưu tập này. Lại muốn mua tiếp. Nhưng mua mà cái đặc biệt, cái thích nhất á, cái chị thích nhất đó chính là cái phần váy á, phần ở trong á, phần quần ở trong á lại làm giống như cái đầm vậy đó. Đúng rồi. Thì nó rất là lạ lướt. Rồi chúc mừng con. Cảm ơn Phương Nhi. À mà Phương Nhi là bạn đã từng đạt được cái vẽ bằng bánh quy này nọ đó. Đúng Phương rồi. Nhi là một trong những bạn xuất sắc đó. Về làm thêm bộ lớn với cô Giang nha. Lát có gửi số đo nha. Trong cái thiết kế này, với cái sự hỗ trợ của huấn luyện viên thì thuyết phục được thầy. Và cái mà điều thầy chấp nhận cho cái sự phá cách đó là vẫn cho một cái cảm giác, cái sự tha thoát, duyên dáng, dịu dàng của áo dài. Cho cô ra hỏi là quần bên trong với cái phần trên này là chất liệu gì vậy? Cái quần bên trong này là vải tơ chứ không phải là nhung. Là do đúng không? Đúng. Nhìn từ đây nó ánh lên là trông giống nhung nha. Cho nên nó có cảm giác nhung. Tại vì từ góc này sao cô Giang nhìn không ra, nhưng mà cô Giang khen ở chỗ này nè. Các cái màu mà tím pastel như vậy, tím lavender này, rồi là màu xanh nhạt, màu xanh lơ này, tất cả các cái màu đó phủ lên và nó trải hết cái bốn cái bộ đồ của bọn con ấy, nó làm cho cái tổng thể bộ sưu tập ấy được kết nối. Mặc dù các cái bức tranh là rất là đậm, cô mong con là giữ cái niềm đam mê này, bởi vì cái sự đặc sắc của con ấy, nó sẽ mang tới rất nhiều những cái tác phẩm tốt cho mọi người, trong đó có cô. Cô cũng muốn mặc cái bộ đồ này luôn. Tổng cộng là cô order là 4 bộ nha. Đến ngày hôm nay thì thật sự thầy rất bất ngờ, bởi vì con đang dần hoàn thiện bản thân mình. Chúng ta không nói về cái cảm xúc của thiết kế nữa, mà đang nói về cái cảm xúc, cái phong thái của con. Đó là điều thầy rất thích. Một phong thái rất là nhẹ nhàng, rất là tiểu thư, có gì đó rất là thanh nhã, và con truyền tải được trong cái sản phẩm của con. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chào đón lại huấn luyện viên Phan Quốc An và những thí sinh vô cùng xuất sắc của đội của mình. Ngày hôm nay thì như mọi người cũng thấy là team Phan Quốc An chỉ còn lại 4 thành viên. Và lý do là bé Vũ Gia Bảo Huy đã xin ngừng tại cuộc thi và không tham gia nữa. Cho nên là team của mình chỉ còn lại 4 thành viên. Và An có thể nói sơ sơ về cảm nhận của mình cũng như là quá trình mình đã hoàn thành những bộ sưu tập. Tại sao mà quá xuất sắc như vậy? Liệu mình can thiệp có quá nhiều hay không? Để nói về cái quá trình làm việc với các bé thì thật sự là một khó khăn. Vì mỗi bé là một màu sắc khác nhau và mỗi kiếp là một... Mỗi kiếp của mỗi bé là mỗi riêng biệt. Và làm sao để dung hòa tất cả các ký ức đó lại thành một collection, một bộ sưu tập mang tính tổng thể chung, thì là một câu hỏi mà em bắt buộc phải giải quyết. Nếu mà không can thiệp vào thì mỗi tổng thể sẽ là một cá tính khác nhau và sẽ là có thể là rời rạc các bộ sưu tập. Và can thiệp vào hay không thì đây là một lần bài học cho các bé. Khi có sự can thiệp của huấn luyện viên, các bé cũng sẽ được học trên chính sự can thiệp của huấn luyện viên. Và có một cái chi tiết mà em rất là tâm đắc là khi em đưa vào cái bộ collection này là những chi tiết dập ly. Cái đây là về một cái chi tiết nó hơi trừu tượng về một cái cảm giác. Khi mà tất cả ký ức của các bé đều liên quan tới những ký ức liên quan tới người thân, về gia đình, về những buổi đi chơi với mẹ, thì cái cảm giác mà khi em chạm vào cái chất liệu dập ly thì em rất thích cái cảm giác vừa co vừa giãn của chất liệu dập ly. Nó như là cái vòng tay của người mẹ vậy đó, là nó vừa ôm ấp và họ vừa bao la. Cái chất liệu nó mang cho em cái cảm giác như vậy, nên em thấy là nó sự tương đồng với cái ký ức của các bé rất nhiều. Và cái tông màu loang em chọn á, để hòa hợp lại tất cả các tông màu của các bé ở các bức tranh thiếu nhi rất là nhiều màu sắc á, là nó giống như mà về cái cảm giác của ký ức tràn về. Sau cái ngày hôm nay đang nghĩ là nên suy nghĩ là mình có nên làm hay không. Đầu tiên là bán được đã. Đây, khách hàng. Tại vì ngày hôm nay bộ sưu tập này là chỉ trình diễn có 4 bộ thôi, và bạn có 4 đơn đặt hàng từ một khách hàng như ông Giang. Thì cho nên là Giang nghĩ rằng biết đâu khi bạn chuyển hướng, bạn lại có một cái tư duy của mình,
cái cảm xúc của mình, cái ký ức của mình cho quốc hồn của Việt Nam. Cái bộ áo dài như vậy Giang nghĩ là rất là khuyến khích các nhà thiết kế trẻ cùng nhau làm. Và Giang thấy rằng là rất là thích các thiết kế của bạn. Chúc mừng bạn. Xin ai cảm thấy rất là vui ạ. Cảm thấy lo lắng hơn mấy bé nhiều. Tại vì vai trò huấn luyện viên thì cái trách nhiệm của mình sẽ cao hơn. Nên là quyết định thắng thua hay không cũng là một phần của huấn luyện viên. Vũ khí duy nhất đó chính là sự tự tin thôi ạ. Em thấy thế. Tại vì sự tự tin nó sẽ kéo lên cho mình tất cả. Là hồi hộp, bởi vì là đây là lần đầu tiên mà em thiết kế một bộ trang phục mà cho mẫu diễn. Trên áo dài của em vẽ có một chút điểm sai sót. Dù kết quả hôm nay có như thế nào, dù bạn nào đi tiếp hay bạn nào dừng lại, thì chúng mình nhất định sẽ là một team luôn luôn đoàn kết và cùng nhau thật là vui vẻ. Để nói về ký ức thì nói về quá khứ, thì nên mình sẽ phát thảo lại và sẽ sử dụng màu trắng đen thì nó sẽ đặc biệt hơn. Rất là lo lắng, rất là hồi hộp. Bởi vì chúng ta không thể biết được rằng team mình sẽ thắng hay là thua và sẽ có người nào ở lại và người nào ra về. Thực ra team của chú Tiến lúc nào cũng thoải mái, tại vì chú Tiến xác định cho ban đầu là thực ra một cuộc chơi mình đã chơi hết mình thôi. Thì còn cái chuyện mà may mắn hay không là thuộc về ban giám khảo nữa. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với vòng đánh giá và loại. Với chủ đề lần này là áo dài. Và tất cả chúng tôi cũng như là quý vị khán giả đã được xem 3 bộ sưu tập rất đẹp, rất ý nghĩa và thể hiện 3 phong cách khác nhau của 3 huấn luyện viên. Kết quả ngày hôm nay đã có những team được khen rất nhiều, cũng có những team có những lời chưa tốt lắm. Và team an toàn ngày hôm nay là team đã có những thí sinh, những thành viên thực hiện thử thách rất tốt. Xin được chúc mừng các thí sinh của đội Phan Quốc An. Tuy nhiên đối với team của Phan Quốc An thì 4 bạn đều là những thí sinh có số điểm cao nhất. Xin được chúc mừng team Phan Quốc An. Và điều này đồng nghĩa với team Phan Quốc An sẽ không bị loại bất cứ thí sinh nào. Những thí sinh cô đọc tên, các con vui lòng bước lên một phía trước. Phạm Như Thanh Nhi, Trần Đỗ Bảo Kim, Lê Trần Hồng Anh, Bùi Hoàng Thiên Ân, Lê Đông Nhi, Vũ Phong Sơn, Nguyễn Ngọc Anh. Các con đứng vào đây. Nguyễn Ngọc Trang Anh, Nguyễn Lê Quỳnh Anh, Nguyễn Đức Hiếu và Nguyễn Khánh Linh. 4 đứa con là team nguy hiểm. Chúng ta cần phải thể hiện nhiều hơn, tốt hơn. Nhưng các con chưa đem lại điều đó cho tất cả các vị ban giám khảo đã nhìn thấy được khi ra sản phẩm thực tế. Và sau khi thảo luận, cân nhắc thì ban giám khảo đã quyết định Đức Hiếu, con sẽ được ở lại. Mời con quay về với team của mình. Chúng ta còn lại Trang Anh, Quỳnh Anh và Khánh Linh. Ngày hôm nay, 3 đứa con phải dừng lại ở đây. Tất cả sẽ không bao giờ chấm hết. Hy vọng các con vẫn sẽ nuôi dưỡng đam mê để sau này trở thành một nhà thiết kế thật sự tài giỏi. Thất bại là mẹ thành công. Con cảm thấy buồn. Chú Tiến đã luôn luôn giúp đỡ con. Và chú Tiến đã giúp mọi thành viên trong nhóm của con rất nhiều rồi. Không có happy với lại cái kết quả vừa rồi và cũng không có đồng ý với lại một số cái quan điểm của ban giám khảo. Tại vì thực ra mỗi người sẽ có một quan điểm riêng, không mình không thể nói là ai đúng ai sai, nó chỉ phù hợp không phù hợp. Và hiện tại anh thấy cái quan điểm của ban giám khảo hiện tại đưa ra cho team của anh thấy không phù hợp với lại những cái con đường mà anh đã vạch sẵn cho mọi chắc thí sinh của mình. Dạ con cảm thấy hơi tiếc một chút vì mình không được gặp đồng đội. Con cảm ơn cô Ruby vì cô đã hỗ trợ con trong suốt thời gian qua.
và con chúc cho các bạn đạt điểm cao. Con cảm thấy rất là buồn. Trong mắt các cô chú thì nó chưa được hoàn thiện lắm, nhưng mà con sẽ cố gắng trong các cuộc thi. Mình cảm thấy cái kết quả đấy nó chưa sát với thực tế. Mình không nói đến chuyện đúng sai. Đúng đề bài, đã trả bài rất đúng và rất sạch đẹp. Tuy nhiên thì mình cũng không hiểu tại sao lại loại một lúc hai thí sinh của team mình. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã trải qua một đêm trình diễn với rất nhiều cảm xúc. Vui có, buồn có và tiếc nuối cũng có. Và thực sự chúng tôi ở đây rất buồn và rất tiếc nuối khi phải chia tay với ba thí sinh vô cùng tài năng. Nhưng Hoàng Yến tin rằng dừng lại ở đây không phải là kết thúc, mà sẽ là một cánh cửa mở ra một tương lai mới hơn, sáng hơn, chỉ cần các con vẫn nuôi dưỡng đam mê của mình. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam VTV9 phối hợp cùng với công ty 1998 Entertainment thực hiện. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi vào lúc 19:10 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tuần tiếp theo, hãy để lại những khó khăn của thử thách áo dài phía sau. Các bạn thí sinh của chúng ta sẽ tiếp tục được học hỏi và trải nghiệm về thời trang thêu tay, rất cần sự tỉ mỉ và nhẫn nại. Ngay sau đó, một thử thách mới từ chương trình lại mở ra, đưa các bạn vào cuộc đua mới đầy thú vị lẫn cam go. Con sẽ bị nhấn chìm bởi chính cái thảm đỏ này. Kỹ thuật đó chưa tới. Một bạn Pokemon ở trong bộ phim Pokemon. Cái sự an toàn này nó mang lại cái may mắn cho con. Ai sẽ tiếp tục ở lại cùng nhà thiết kế tương lai nhí mùa đầu tiên? Ai sẽ dừng bước? Hãy cùng tiếp tục đón xem tại Nhà thiết kế tương lai nhí, phát sóng vào lúc 19:10 tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV9.